số liệu mới về kinh tế quý 1, ví dụ như là GDP thì tăng 3,3%, CPI thì tăng 4,18% và lạm phát cơ bản thì đang tăng 5,01%. Trong cái số liệu về tăng trưởng thì tôi chỉ hơi băn khoăn một chút, vì nếu mà tính theo các thành phố ấy thì tăng trưởng ở một số thành phố là khá là thấp. Và trong đó có một số các cái thành phố là đầu tàu kinh tế cả nước như là thành phố Hồ Chí Minh thì GDP tăng trưởng đâu đấy có 0,7%, coi như gần như đi ngang. Và một số các cái tỉnh mà có cái mức sản xuất công nghiệp rất là lớn, tôi chỉ nhìn cái lạm phát cơ bản nhiều hơn. Và 3 tháng này nó vẫn cứ trên 5%, tôi nghĩ là khá là cao. Và chưa thấy có dấu hiệu gì đạt đỉnh và giảm trở lại. Có một cái điểm khác so với lại cái thời điểm quý 1 năm 2022 là hiện tại thì có thể là mình đã nhìn mọi thứ nó rất là rõ ràng rồi. Tức là những cái vấn đề về tiêu cực nó rất là rõ ràng. Đâu đó thì mình cũng đã đạt được cái đỉnh của tất cả những cái vấn đề đấy rồi ấy. Kết quả kinh doanh chưa chắc đã là lúc tốt nhất. Thế nhưng mà nó lại là cái điểm được quan tâm nhất. Thì liệu rằng đây có phải là một dạng tư duy ngược trong đầu tư không ạ? Tư duy ngược ấy, ở trong tâm lý học nó có cái gọi là tâm lý đảo ngược ấy. Giống như chúng ta dạy trẻ con ấy, muốn chúng nó không đi ra ngoài trời mưa, chúng ta đã bảo đấy, cho đi ra ngoài trời mưa đi thử đi. Thì kiểu gì chúng nó sẽ có cái phản ứng, như kiểu cái phản ứng ở trong tâm trí để làm ngược lại cái điều mình nói. Nhiều khi ở trên thị trường đang xảy ra những câu chuyện như thế. Cho nên không nhất thiết là chúng ta phải nhìn thấy giá cổ phiếu đang chạy để chúng ta hiểu rằng là giá cổ phiếu nó sẽ chạy lên đấy mãi mãi, mà nhiều khi đấy chỉ là một cái hiện tượng tâm lý như tôi vừa nói thôi. Không có stop loss trong trading thì nó sẽ nguy hiểm như nào? Nếu mà chúng ta stop loss theo cái kiểu là chúng ta hedging lại cái vị thế của mình và dùng các cái sản phẩm tương đối là phức tạp hơn thì lúc đấy nó sẽ hơi giống việc là chúng ta mua một cái bảo hiểm cho cái khoản đầu tư của chúng ta. Còn nếu mà kiểu trading theo kiểu cảm giác mạnh ấy thì nó sẽ giống như kiểu túi khí thôi. Cái mức độ stop loss như thế nào thì nó sẽ lại phải dựa vào cái kinh nghiệm của mỗi người khác nhau và cái mức độ chịu rủi ro của người đó như thế nào nữa. Và mình phải tuân thủ 100% đấy, phải có một cái kỷ luật giao dịch. Wow.